Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi và đăng ký kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù các video trên kênh của mình chưa có nhiều view nhưng mình vẫn rất là vui vì có cảm giác là đã mang lại cho các bạn một chút giá trị trong các video của mình thông qua những phản hồi rất là tích cực. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video 10 năm thử thuật trong Photoshop nhất định bạn phải biết nhé. Phần 2. Chắc hẳn các bạn đều biết Smart Object là một trong những tính năng vô cùng quan trọng ở trong Photoshop. Nó không chỉ giúp cho chúng ta giữ nguyên cái chất lượng hình ảnh khi mà các bạn phóng to hay thu nhỏ hình ảnh, mà bên cạnh đó nó còn giúp chúng ta thay thế các hình ảnh khác nữa. Chẳng hạn như ở đây mình biến cái nơi này về Smart Object này, thì các bạn để ý là ở đây nó có một cái biểu tượng, nó giống như là một cái thư mục vậy. Các bạn kích đúp vào đây thì sẽ mở ra cái hình ảnh của chúng ta sang một cái tab mới, và các bạn có thể thay thế cái hình ảnh khác vào đây. Ở đây mình sẽ chỉ các bạn một cách làm đơn giản hơn, đó là chúng ta trở lại đây, các bạn kích chuột phải vào đây và chúng ta sẽ chọn Relink to File hoặc là chọn Refresh Content cũng được. Hai cái tính năng này cũng tương tự nhau. Kéo hình ảnh của chúng ta vào thì tự động nó sẽ thay thế cho chúng ta một cái ảnh khác với cái kích thước tương tự. Miễn sao là cái kích thước của hai cái ảnh của các bạn nó giống nhau thì nó sẽ không bị lệch ra ngoài cái khung chọn đâu. Bạn biết không, khi mà mình thiết kế những cái sản phẩm in ấn, chẳng hạn như ở đây mình có một cái mẫu thiết kế dành cho áo thun, thì khi mình thiết kế thì mình luôn để ở đây một cái khoảng trắng lộ ra như thế này. Nhưng mà đến khi mình xuất file thì mình lại không muốn để nó những cái khoảng trắng nữa. Thì thông thường là mình sẽ Ctrl T cố gắng làm sao để kéo cho nó zoom ra sát những cái viền này nhất có thể thì thôi. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta làm thế này thì nó sẽ không thể sát được cả bốn góc cùng một lúc đâu. Thì thông thường ở trong Photoshop nó sẽ có một công cụ giúp chúng ta loại bỏ đi những cái vùng trắng ở xung quanh chỗ này để cho nó sát vào mẫu. Thì mình sẽ sử dụng tính năng vào image này, các bạn chọn trim này. Ở trong đây nó có ba cái mục là transparent pixel, top left pixel color và bottom right pixel color. Các bạn có thể chọn một trong ba cái này đều được. Với cái mục transparent này nó bị ấn đi tại vì ở đây mình đang có cái layer background này. Chẳng hạn mình nhấn keyboard vào đây, mình tắt cái layer background đi và nó sẽ thành cái nền trong suốt, và các bạn có thể bật lại trim lên thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta. Chẳng hạn như thế này, nhấn ok thì nó tự động nó sẽ cắt xén, nó tính toán và nó cắt những cái phần thừa đi cho chúng ta, để chúng ta có một cái file hoàn chỉnh để các bạn up lên cái sản phẩm của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể scale lại cái kích thước ban đầu của nó. Chẳng hạn mình nhấn tổ phím Ctrl Alt Y để mở cái bảng lên, mình set lại cái kích thước ở đây chẳng hạn như là 2400. Ok, thì mình đã có một cái file để in ấn. Như các bạn thấy thì ở đây mình đang có một cái mock up áo thun màu trắng. Và bây giờ thì mình sẽ kéo cái file vừa giờ mình mới thiết kế vào đây. Mình sẽ chọn file này, chúng ta chọn Plate Link và mình kéo cái file nó vào đây. Ok, mình sẽ đặt vào trong cái mock up này. Ok, đây chẳng hạn mình đặt như thế này đi. Các bạn để ý ở đây, chẳng hạn như ở chỗ này mình không muốn cái mock up của chúng ta nó lại có những cái màu trắng ở đây. Khi mà mình thiết kế thì mình không để ý, và khi mình đặt ở đây thì mình cảm thấy là nó không phù hợp. Chẳng hạn như là cái màu trắng ở đây, chẳng hạn mình muốn bỏ hẳn nó đi tại vì cái áo nó đã màu trắng rồi, mình muốn nộ cái nền của cái áo trắng lên, thì chúng ta lại sẽ quay lại cái file thiết kế của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ tắt cái background đi này, và mình sẽ xóa cái phần màu trắng ở trong chữ đi. Mình sẽ chọn công cụ là Background Eraser Tool trong cái công cụ Eraser Tool. Ok, ở đây mình sẽ chọn cái chế độ là xóa một màu. Mình sẽ phóng to hết cái nét cọ chúng ta lên. Mình chọn Discontinuous và 100%. Mình kích vào cái phần màu trắng ở đây một cái thì tự động nó sẽ xóa hết cái phần màu trắng để cho chúng ta. Cái background của mình chẳng hạn ở đây mình để màu trắng này, mình đặt về màu đen, các bạn có thể xem nó không còn một chi tiết nào về màu trắng ở đây nữa, nó mất hết rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lưu lại cái file này bằng phím tắt là Ctrl Shift F này, mình nhấn PNG này, mình sẽ ghi đè lên cái file cũ của mình. Yes, ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái file mockup. Thì các bạn thấy đấy, tự động nó sẽ được update cho chúng ta. Và cái tính năng này nó được thực hiện tại vì lúc nãy khi mà mình kéo cái file vào đây, mình đã sử dụng cái chế độ là Flat Link, tức là thay thế có link đến kèm. Còn nếu các bạn đã chọn cái chế độ Flat Embedded ở đây thì nó sẽ không có cái sự update đâu. Bạn biết không, trong Photoshop cũng có rất nhiều các cái đơn vị đo khác nhau. Và khi mà các bạn đi học lý thuyết thì người ta hay khuyến cáo các bạn là chúng ta nhấn Ctrl K, và trong cái bảng Units and Ruler ở đây các bạn có thể tùy chỉnh các cái đơn vị đo như thế này ở trong Photoshop. Nhưng mà thực ra thì không cần thiết phải làm dài dòng như vậy. Các bạn chỉ cần nhấn tổ phím Ctrl R và nó sẽ thể hiện cái bảng thước đo ở trên này cho chúng ta. Và các bạn kích chuột phải vào đây, vào cái vị trí này chúng ta sẽ chọn đơn vị đo. Chẳng hạn ở đây mình đang thiết kế áo thế nên mình sẽ chọn là pixel, và chúng ta sẽ biết chính xác được kích thước của cái khung của chúng ta. Chẳng hạn như khung của mình ở đây đang là 2400 với chiều rộng và hơn 3000 ở chỗ này. Bạn biết đấy, Brush là một trong những công cụ vô cùng quan trọng ở trong Photoshop, và bất kỳ một hoạt động chỉnh sửa ánh nào hay là chỉnh sửa màu nào đó thì đều có sự tham gia của Brush.
Nhưng ở đây mình sẽ không nói đến cái việc là cách sử dụng của nó như thế nào nữa, mà mình muốn nói đến cái việc thu phóng brush và sử dụng nó một cách nhanh và hiệu quả hơn. Thông thường khi thu phóng nó thì các bạn hay có xu hướng là chúng ta kích chuột phải vào màn hình, chúng ta chọn cái size ở đây cho to bé tùy ý, và cái độ HD đấy các bạn chỉnh như thế này. Cách thứ hai mà các bạn cũng hay làm đó là chúng ta nhấn cái phím đóng ngoặc hay mở ngoặc trên bàn phím. Khi chúng ta nhấn phím mở ngoặc thì nó sẽ bé đi, và chúng ta nhấn đóng ngoặc thì nó sẽ to lên. Nhưng mà còn một cách nữa cũng rất là hay, đó là các bạn giữ phím Alt+ và chúng ta kích chuột phải. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển chuột của chúng ta sang bên trái hoặc bên phải. Khi mà các bạn di chuyển sang bên trái thì cái nét brush nó sẽ bé lại, và khi di chuyển sang bên phải thì nó sẽ to lên. Các bạn có thể xem cái bảng đen ở đây đang hiển thị. Khi các bạn di chuyển xuống phía dưới thì cái nét brush của chúng ta nó sẽ cứng lại 100%, và tăng lên thì nó sẽ giảm dần về 0%. Ở trong công cụ brush, khi mà các bạn giữ phím Alt+ thì nó sẽ hiển thị cái công cụ chấm mực của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta kích vào đây một cái thì nó sẽ hiển thị cái chấm mực. Ở đây các bạn có thấy mình có bức ảnh một cô gái mà mình đã vẽ lại nó bằng brush và một số những cái tính năng khác nữa. Cái bức ảnh này nó có rất là nhiều những cái chi tiết khác nhau. Khi mình tắt đi này, bật lên này, các bạn có thể xem chi tiết hơn một chút. Nếu chẳng hạn mình sử dụng brush, mình sẽ nhấn phím Alt+ và mình kích vào đây một cái điểm này. Sau đó thì mình có thể chỉnh lại cái nét brush của chúng ta, độ cứng 100% này. Mình vẽ vào những cái vị trí như thế này, mình muốn đắp thêm vào, hay là cái chỗ chân mày đây mình không muốn nó bị che ra như thế này, mình sẽ kích vào đây một cái này, mình sẽ vẽ cái phần này lại này. Tức là chúng ta giữ phím Alt+ để chúng ta kích vào cái điểm màu ở ngay dưới nó, và chúng ta vẽ đè lên luôn thì nó sẽ đỡ mất thời gian của các bạn hơn, nó nhanh hơn. Các bạn thấy đấy, ở đây mình đang có một bức ảnh về vận động viên tennis là bóng đen, cái file PNG nó như thế này. Như các bạn thấy là ở đây cái ảnh này nó là dạng raster, thế nên là các bạn sẽ không thể nào phóng to nó quá mức, nó sẽ bị vỡ hạt. Chẳng hạn như đây mình zoom về 100% này thì nó chỉ bé bằng cái này thôi. Nếu mà mình zoom quá to lên thì chắc chắn là nó sẽ vỡ hạt, đúng không nào? Các bạn giữ phím control cho mình và chúng ta kích vào cái hình ảnh này một cái. Sau khi kích vào xong thì nó hiện cho chúng ta cái đường path như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn công cụ là Nasu Tool, phím tắt là chữ L nhé. Các bạn kích chuột phải vào đây và chúng ta chọn make group path cho mình. Ở đây mình đặt là 1.0. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái công cụ này và bật Sonic Color cho mình. Đó, như thế này, nhấn ok. Chẳng hạn như là cái hình người ở đây thì mình lấy lại khá là tốt, nhưng mà cái hình quả bóng đây thì các bạn thấy nếu mà mình tắt cái lớp cũ đi thì nó sẽ bị méo như này đây. Với cái hình người này chúng ta có thể nhìn được, nhưng mà với cái quả bóng thì lại không được, đúng không nào? Thế nên là các bạn hãy ứng dụng nó trong những trường hợp nhất định nhé. Bạn biết không, 3D cổ điển là một trong những cái phong cách màu ảnh đã được sử dụng rất là nhiều, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng nó ở trong Photoshop. Nào, ở đây mình đang có một bức ảnh một cô gái, và bây giờ thì mình sẽ bật cái kênh channel này lên. Các bạn phải kích vào một trong cái ba kênh màu Red, Green, Blue bất kỳ cho mình. Chẳng hạn mình chọn Red này và mình tích lại vào đây. Và các bạn nhớ đưa cái con chuột chuột của chúng ta về cái kênh Mover ở đây nhé. Rồi chúng ta nhấn một trong bốn cái phím điều hướng ở trên bàn phím. Chẳng hạn bây giờ mình nhấn cái phím lệch sang bên trái này, thì các bạn để ý, mình sẽ zoom to cho các bạn xem dễ hơn, thì những cái vùng màu ở đây nó sẽ bị lệch tông ra. Tại vì các bạn biết là một cái ảnh RGB của chúng ta nó được kết hợp từ ba cái kênh màu Red, Green và Blue. Khi một cái kênh màu nó bị lệch ra thì những cái kênh màu kia nó sẽ bị lộ ra và nó sẽ không hiển thị đúng cái màu ban đầu của nó nữa. Là mình sẽ làm tiếp với kênh Green này. Chẳng hạn kênh Green mình di chuyển cao lên một chút này. Ok, mình chỉ nhấn khoảng 1-2 lần thôi để cho cái màu sắc nó không bị lệch quá nhiều ra khỏi cái tâm. Tại vì nếu mà nó lệch quá nhiều thì chúng ta sẽ bị hoa mắt. Tại vì cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ gây ra cái hiệu ứng ảo giác. Với kênh Blue chẳng hạn mình sẽ kéo sang bên phải một chút này. Đó, vậy thôi. Các bạn ý là những cái vùng tóc ở đây nó bị hòa trộn lại những cái màu. Cảm giác nó giống như là kiểu màu của vòng ấy. Nó rất là nhiều màu khác nhau. Nếu mà các bạn nhìn một lúc thì có thể sẽ bị hơi bị hoa mắt một chút đó. Thủ thuật tiếp theo mà mình muốn chia sẻ tới các bạn đó là một trong những cái tính năng của Pen Tool. Thì với bức ảnh này chẳng hạn, thông thường nếu các bạn muốn tách bức ảnh ra thì các bạn hay sử dụng các công cụ như là Magic Wand Tool, Quick Selection Tool để tách ra. Nhưng ở đây mình muốn nói đến Pen Tool. Các bạn chọn Pen Tool. Thông thường khi cắt bức ảnh này ra, các bạn hay có xu hướng là chúng ta đi pen hết một lượt phần thân của cô gái này chẳng hạn. Sau đó thì các bạn sẽ tách cô gái ra và sau đó chúng ta xử lý nốt những cái vùng ở xung quanh này, tạo những cái vùng chọn và sử dụng phím Delete để xóa nó đi, đúng không nào? Nhưng mà thực ra thì trong Photoshop nó không cần phải phức tạp như vậy. Các bạn chỉ cần bật cái bảng lên, trong cái path này nó sẽ cho chúng ta các cái tùy chọn. Chẳng hạn như ở đây mình thấy là mình muốn loại bỏ cái vùng giao nhau đi thì mình sẽ chọn cái Exclude Overlapping Shape này. Các bạn sẽ tạo cái vùng chọn xung quanh cái cô gái này, sau đó tạo vùng chọn xung quanh các cái vùng ở đây, các vùng ở đây, và tự động nó sẽ xóa đi cho chúng ta. Nào, mình sẽ làm thử nha. Chẳng hạn ở đây mình không cần vẽ chính xác, mình cắt thử cho các bạn xem chẳng hạn nhá. Cái vùng mình muốn lấy là vùng mặt này chẳng hạn này. Rồi mình vẽ tiếp vào đây một cái nữa này, cái phần mình muốn loại bỏ đi này, để cho các bạn dễ hình dung. Ok, sau đó mình nhấn Ctrl Enter thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái vùng chọn như này. Mình nhấn Ctrl Z này thì nó sẽ được một cái hình như này, nó sẽ tự động loại bỏ cái phần này đi cho chúng ta.
Trong Photoshop có một tính năng rất là hay giúp cho các bạn nắn chỉnh sửa cái bức ảnh của chúng ta, đó là tính năng Puppet Warp. Chẳng hạn như ở đây mình đang có một bức ảnh một vận động viên chạy dạng vector như thế này, một cái file PNG nhé, trong suốt. Chẳng hạn mình thấy cái dáng tay đấy nó chưa chuẩn lắm và mình muốn nắn lại một chút thì mình có thể sử dụng cái tính năng này cho nó. Chúng ta vào Edit này, chọn cái Puppet Warp ở đây. Thì ở đây mặc định thì thông thường nó sẽ có show cái mesh lên cho chúng ta như thế này. Nhưng mà ở đây chẳng hạn mình không cần hiện như thế này thì mình tắt nó đi. Các bạn kích vào đây những cái điểm mà chúng ta muốn giữ cố định, những cái vị trí mà chúng ta không muốn nắn. Chẳng hạn mình nắn cái cánh tay này thì mình sẽ giữ cố định ở đây bằng những cái đinh như thế này. Ghi nó lại, cái cánh tay này chẳng hạn mình có thể kéo đến các cái vị trí khác nhau. Mình giữ cái này và mình kéo nó, thu nhỏ lại này, hoặc kéo dài ra tùy ý các bạn thôi. Miễn sao là chúng ta cảm thấy ưng ý với bức ảnh của chúng ta. Sau hoàn thành xong thì các bạn kích vào đây. Bạn biết không, ở trong Photoshop thì mặc định hãng Adobe cũng cung cấp cho chúng ta một số những cái flare, tức là những cái ánh sáng ảo có sẵn. Chẳng hạn như ở bức ảnh ở đây của mình, một bức ảnh về đường phố về đêm, và mình đã blend nó theo phong cách là cyberpunk trong những video trước mình đã hướng dẫn rồi. Chẳng hạn ở đây mình sẽ tạo thêm một cái layer mới này, và mình sẽ đổ cho nó một cái fill. Mình sẽ sử dụng Edit này, chọn Fill. Ok. Và ở đây để cho biến nó thành một layer trung tính thì mình sẽ sử dụng chế độ hòa trộn là Overlay, và chúng ta sẽ không thấy sự khác biệt gì cả. Rồi sau đó thì các bạn chọn Filter, chúng ta sẽ vào Render, Lens Flare. Mặc định thì chúng ta sẽ có 4 cái Lens Flare như thế này. Một số những cái như này các bạn có thể kích vào đây để xem preview. Chẳng hạn ở đây mình sẽ chọn cái 35mm, một cái góc rộng. Ok, mình sẽ kéo cái vùng này lên một chút này. Mình xem cái flare này bao giờ nó ánh sáng nó vừa phải thì thôi. Rồi, ok. Sau khi mình nhấn ok thì các bạn thấy là cái vùng ở đây nó tạo cho chúng ta một cái flare, cái ánh sáng ảo đây. Và các bạn có thể tùy chỉnh thêm bằng cách là chúng ta nhấn Ctrl T này, chúng ta kéo này, chọn này, hoặc là thu nhỏ lại, đặt vào những cái vị trí thích hợp. Bạn biết không, Hue Saturation là một trong những tính năng, một trong những công cụ rất là quan trọng trong việc chỉnh màu ở trong Photoshop. Và với bức ảnh này, mình cũng hoàn toàn có thể thay đổi màu sắc của nó với công cụ này. Chẳng hạn như ở đây, mình muốn đổi cái màu xanh này đi, thì mình có thể kích vào đây. Mình chọn cái màu cyan chẳng hạn. Mình chọn cái màu xanh, kích vào cái chấm mực này. Chọn vào đây. Rồi, sau đó mình kéo nó qua một cái màu khác, chẳng hạn mình kéo kích cái chỗ này đi. Thì nó sẽ biến cái màu xanh của ta thành cái màu đỏ. Nhưng các bạn không nên lạm dụng cái tính năng này, đặc biệt là trong những cái sản phẩm mà cần cái sự chi tiết rất là cao, bởi vì cái công cụ này nó cũng sẽ hoạt động sai trong một số trường hợp. Chẳng hạn như là cái màu sắc của chúng ta nó quá sáng thì chúng ta sẽ không thể sử dụng nó được đâu. Bạn thấy đấy, ở đây mình đang có một bức ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên là cái phần khối của nó thì chưa được nổi bật cho lắm. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công cụ Curve ở trong Photoshop để tăng thêm khối. Nào, chúng ta sẽ bật công cụ Curve lên. Với cái giải giá trị ở đây mình sẽ kéo thấp xuống để lấy lại những cái giá trị của vùng tối. Ok, tắt nó đi này. Với cái layer mask ở đây chúng ta sẽ nhấn thổ phím Ctrl Y ngắn nhé, để đảo ngược cái vùng màu nó lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng công cụ là brush. Mình sẽ lấy lại những cái giá trị ở đây. Ở đây mình đặt nó thấp thôi nhé, flow khoảng 10. Ok, mình sẽ tô vào những cái vùng mà mình muốn lấy lại cái một chút cái những cái màu tối để cho cái khối nó lộ rõ hơn. Ở đây thì mình chỉ làm ví dụ cho các bạn thôi, thế nên là mình sẽ không làm chi tiết đâu, để làm sao để các bạn hiểu được cái nguyên lý làm việc của nó là như vậy thôi. Và với những cái vùng gần sát với vùng sáng thì chúng ta lại giảm tiếp opacity của nó đi, lấy thấp thôi. Và với cái layer mask đen đây, các bạn có thể sử dụng thêm một tính năng nữa, đó là chúng ta bật cái bảng property lên. Chúng ta có thể tăng cái giá trị vector lên một chút để cho cái phần bão hòa của nó được lan rộng ra một chút, nó không quá sắc, nó không quá gắt nữa. Và với cái phần highlight thì chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta cũng sử dụng curve thôi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tăng nó lên, chứ chúng ta sẽ không giảm nó xuống nữa. Rồi, nhấn Ctrl Y, đảo ngược lại và cũng lấy lại những cái vùng màu ở đây. Và chúng ta cũng chỉnh opacity, filter, tăng lên. Mình có thể group hai cái này lại, để các bạn xem qua sơ sơ qua cái gương mặt cô gái một chút. Lúc ban đầu và sau khi đã sử dụng Curve. Các bạn thấy đấy, ở đây mình có một bức ảnh cô gái, tuy nhiên là cái phần da của nó hơi trắng quá và nó cảm giác nó hơi đậm, cái màu u buồn hơi lạnh một chút, thì mình sẽ add lên một cái màu skin tone mới. Chẳng hạn như ở đây mình có một cái file skin tone Panetti, nó có một số những cái màu như thế này, là mình sẽ bật Curve lên cho nó. Ở đây thì các bạn hãy kích vào cái biểu đồ này cho mình, nó sẽ hiện lên như thế này. Các bạn click đúp vào cái biểu tượng chấm mực ở chính giữa này. Ok, trong đây thì các bạn sẽ chọn những cái màu. Ở đây mình sẽ chọn cái màu này chẳng hạn này, màu Sienna. Ok, nó bảo chúng ta có nên đặt cái màu này thành mặc định hay không. Mình sẽ chọn No.
Rồi sau đó thì các bạn sẽ chọn những cái vùng da của cô gái, những cái phần nào mà các bạn muốn add lên cái phần da trung tính nhá. Chẳng hạn như mình sẽ chọn một phần ở giữa chỗ này đi. Đó, thì cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ có một cái màu hồng hồng như này. Chúng ta kích đuốc tiếp vào đây một lần nữa để bật cái bảng lên, và chúng ta sẽ chuyển sang cái kênh màu S. Trong cái hệ màu này các bạn giảm cái giá trị này xuống thấp thôi để làm sao để cho cái sắc độ của cái màu hồng đấy nó giảm bớt đi. Ok. No, chúng ta cũng không đặt nó về mặc định. Và mình sẽ kích thêm vào da cô gái này một cái nữa này. Các bạn có thể kích qua các cái vùng khác nhau để cảm nhận cái sự thay đổi về màu sắc. Rồi, ở đây cái màu sắc nó thay đổi rất là nhẹ thôi, nhưng các bạn có thể nhìn kỹ hơn một chút. Khi mình bật lên thì nó da cô gái nó sẽ hồng hào hơn một chút xíu đi, để nó át được cái màu của cái hiệu ứng kia mà. Và nếu các bạn cảm thấy nó nhẹ quá thì chúng ta có thể nhân nó lên thêm một nốt cơ vét nữa để cho cái màu nó rõ rệt hơn một chút. Khi các bạn muốn tách một đối tượng ra trong Photoshop, dù mục đích sau đó của bạn là gì đi chăng nữa, thì đầu tiên các bạn vẫn phải tạo vùng chọn cho nó. Chẳng hạn như trong bức ảnh này, mình muốn xóa cái hình chàng trai này ra khỏi cái bức ảnh, thì đầu tiên mình sẽ sử dụng công cụ Quick Selection Tool để tạo vùng chọn nhanh cho hình ảnh. Mình kéo vào đây. Với những cái vùng mà nan ra ngoài thì mình sẽ giữ phím Alt Tab và mình loại bỏ nó đi. Ok, sau khi lựa chọn xong thì các bạn thấy là có một số vùng chắc chắn là nó sẽ bị ăn vào trong, và nếu như chúng ta xóa như thế này thì chắc chắn nó sẽ bị nhăm nhở. Chính vì vậy mà mình sẽ phải mở rộng cái vùng chọn lên một chút. Ở đây thì mình sẽ sử dụng tính năng là Select, Modify và chọn vào Expand. Mình đặt ở đây khoảng 20, mình nhấn OK. Thì các bạn thấy nó sẽ tạo cho chúng ta một cái vùng chọn bao phủ lên toàn bộ người chàng trai này. Chẳng hạn như ở đây có một số bị lỗi như thế này thì mình sẽ sử dụng công cụ Lasso Tool này. Sau đó thì mình giữ phím Alt Tab và mình cắt vào đây. Mình sẽ xóa nó đi. Nhưng mình cảm thấy là cái phần mask ở đây, cái vùng chọn ở đây nó vẫn còn hơi to, thì mình có thể thu nhỏ lại một chút bằng cách là chọn Select này, chọn Modify này, chọn Contrast để thu nhỏ lại một chút. Ở đây mình thu nhỏ khoảng 5 thôi. Ok, thì nó sẽ thu nhỏ lại một chút cho chúng ta như thế này. Và sau đó thì mình có thể sử dụng Content Aware để mà xóa cái hình ảnh đi. Ngày xưa khi mà mới bắt đầu học Photoshop thì mình rất hay gặp phải một cái vấn đề, đó là khi mà mình sử dụng công cụ Brush, và ngày đấy thì mình đã rất là hay sử dụng cái phím đóng mở ngoặc ở trên bàn phím để thu phóng cái nét cọ Brush, và nó sẽ bị mất những cái layer của chúng ta đi, không biết tại sao cả. Mãi về sau này thì mình mới biết là do mình chưa tắt Unikey đi, hoặc là mình chưa chuyển nó sang tiếng Anh, nó vẫn đang là tiếng Việt. Ngoài ra thì sau này thì mình mới nhận thấy rằng các cái phím tắt ở trong bàn phím của Photoshop có một chút vấn đề. Các bạn biết đấy, khi mà mặc định Photoshop người ta giới thiệu cho chúng ta, bao giờ họ cũng yêu cầu chúng ta là nhấn tổ phím là cái phím Alt Tab là cái phím được ưu tiên, tức là phím nhấn đầu tiên, sau đó đến phím Shift và phím Control, rồi mới đến một cái phím chữ hoặc là phím số sau. Tuy nhiên là khi mình nhấn phím Alt Tab, đặc biệt là cái phím Alt Tab sát cái bên tay trái của chúng ta, tức là nó gần cái phím Windows ở trên bàn phím của các bạn ấy, thì nó sẽ sinh ra một cái lỗi như thế này. Các bạn để ý là khi mình nhấn phím Alt Tab thì các cái dòng chữ ở đây dưới chân nó sẽ hiện lên một cái dấu gạch ngang, và nó đang không biết là phải chọn cái gì. Thành thử ra nếu mà mình nhấn tổ phím bình thường, mình hay nhấn tổ phím Control Alt Shift E để mà gộp tất cả các layer lại với nhau. Nhưng mà nếu mình giữ phím Alt Tab đầu tiên, mình nhấn phím Control Shift và E thì nó sẽ không có tác dụng, và nó sẽ hiển thị ra như thế này đây. Thành thứ ra là mình không biết chắc chắn tại sao, nhưng mà khi mình sử dụng phím Alt Tab ở bên tay phải bàn phím thì nó lại được. Nhưng mà các bạn biết đấy, khi mà chúng ta làm việc trong Photoshop thì cái tay phải của chúng ta thường là chúng ta đã cầm chuột rồi, và chúng ta sẽ sử dụng các phím tắt bằng tay trái. Cái tay phải đôi khi chúng ta chỉ sử dụng để nhấn thêm một cái phím số hoặc là một cái phím chữ khác thôi. Thành thứ ra các bạn hãy hạn chế, mình không nhấn phím Alt Tab đầu tiên, mình hãy chuyển sang nhấn phím Control hoặc là phím Shift. Chẳng hạn như mình nhấn Control này, Alt này, Shift này, E này, thì nó sẽ gộp lại cho chúng ta thành một cái layer ở trên cùng như thế này. Còn nếu mình nhấn phím Alt trước tiên ở cái bàn phím bên tay trái, chắc chắn nó sẽ sinh ra cái lỗi như lúc nãy. Cái này nó không phải chỉ là so một cái tổ phím rồi nhá, mà mình đã thử qua rất nhiều các tổ phím khác cũng vậy. Chẳng hạn như bây giờ nhá, mình muốn đưa cái layer này về dạng clipping mask, mình sẽ nhấn tổ phím là Alt này, Control này, G này, nó cũng không có tác dụng gì cả. Và khi mình nhấn Ctrl Alt G và mình nhấn lại một lần nữa thì nó vẫn có thể loại bỏ được clipping mask đi, rất là bình thường. Ở đây nó chỉ xảy ra với cái phím Alt Tab ở bên cạnh cái phím Windows của chúng ta thôi. Mình không biết tại sao nó lại như vậy luôn á, nhưng mà thực sự là đây nó là một cái vấn đề mà mình nghĩ là các bạn cũng hạn chế bấm cái phím này để mà làm cái tác vụ của chúng ta cho nó nhanh hơn và nó tránh bị lỗi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua 10 năm thủ thuật Photoshop phần 2. Các bạn thấy video thế nào? Hãy comment để cho mình biết ý kiến nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để hỗ trợ mình cũng như xem nhiều hơn nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.